Chào mừng các bạn quay lại với My Jason Channel. Hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Mình được mèo môn dẫn đi ăn cái buffet này. Hồi xưa nó là hometown buffet, bây giờ nó đổi thành chỗ tên khác rồi. Cho nên mình vô mình ăn thử coi nó có gì đặc biệt hôm nay nha. Mời các bạn cùng mình đi vô review cái nhà hàng buffet này. Đây là nhà hàng hometown buffet hồi xưa, bây giờ đã trở thành Paradise Buffet, tọa lạc ở ngay góc đường Pocket and Chapman, ở trong ngay cộng đồng người Việt mình ở Orange County. Bây giờ mình sẽ tiến vào trong coi thử coi nhà hàng có gì nha, có sự thay đổi khác biệt gì hay không nha. Wow, nhà hàng sửa lại đẹp quá. Đây là quầy nước và cà phê. Đây là quầy salad. Các loại trái cây. Đây là sushi. Sushi. Đây là nhà hàng Tàu các bạn ơi. Có gừng. Người ta đang làm sushi nè các bạn. Súp Tàu. Ớt. Gà chiên, tôm chiên bột. Có. Nói chung là đồ Tàu ở có nhiêu nữa nè. Pizza. Ok. Có thịt. Đây, thịt heo. Có cá, ăn bánh, bánh các bạn. Oh, có máy làm bông gòn bự casino nè các bạn. Bánh kem. Ở đây nó có quầy rất là lớn. Wow, các bạn thấy kinh khủng không? Đây nè, người ta có thể xào thịt, mình chọn thịt, chọn đồ legim, rau củ, người ta sẽ xào giống như vậy, các bạn thấy không? Xào làm một tô đó, có hai người xào. À, tất cả rau tươi ở đây, mình chọn những gì mình muốn rồi đưa người ta, nó gọi là mango, không thấy, thấy nghĩ là mango gì đó. Ở đây nè, Mongolian. Nha, mình sẽ lấy cái tô này, người ta sẽ xào cho mình nha. À, vô liền. Chào các bạn. Đây là hết xương, mình đi rửa tay trước khi đi ăn. Hết xương rất là đẹp các bạn. Vì mọi đồ là rất là sạch đẹp luôn. Ok, bây giờ mình sẽ làm một tô Mongolian ăn trưa nha các bạn. Mình đang ăn cái gì đây? Thôi mình không ăn mì đâu, mình ăn cái bún này đi. À, lấy chút xíu nha. Qua lấy bông cải xanh, cà rốt chút xíu. Lấy chút xíu hầm các bạn. Ok, mình sẽ bỏ một ít nấm vô, một ít hành vô, dưa leo. Cái này phải dưa leo, nó là cái gì nè, cái này nó là chini. Nó hình như nó là cái trái gì nè, rồi trái swap á các bạn. Ngò rất. Ok, let's go, tiếp tục coi có gì nữa. Mình sẽ tăng chút xíu măng, lấy chút xíu măng các bạn. Ok, qua đây tục. Giờ mình sẽ lấy thịt.
thịt gì, có thịt gì đây? Thịt thịt heo. Rồi lấy một ít thịt bò các bạn. Lấy một ít thịt gà. Đó, người ta đổ thịt ta đổ thịt bò ra các bạn thấy không? Quá trời. Ok, bây giờ mình muốn nước sốt gì mình bỏ vô nha. Trước khi người ta xào thì ở đây có garlic, thôi mình lấy nước tỏi đi. À, vô nè các bạn thấy không? Ok, thôi đã xếp. Ở đây nó có nhiều mè nè các bạn, bỏ chút xíu mè vô nếu các bạn muốn nha. Ok, đây là một tô mình garlic chưa xào, là người ta sẽ xào lên cái đó các bạn. Đó, người ta sẽ làm lấy trong cái tô nè, đựng trong cái tô, người ta xào, ta bỏ vô cái dĩa cho mình. À, các bạn thấy không? Người ta sẽ clean up trước khi mình xào một phần mới. Yeah. À, clean up như này nè, cái chảo rất là bự các bạn thấy không? À, cái chảo này biết làm bao nhiêu người ăn nữa, quá bự luôn. Ok, it's my turn nha các bạn. À, ta cạo sạch hết. À, đầu tiên người ta sẽ xào hành, ngò và thịt lên. À, người ta chế miếng nước lên các bạn. Đây là phần của mình đây. À, chủ yếu là cho chín các thịt bò và thịt gà, thịt heo. Sau đó bắt đầu bỏ mì lên xào nè các bạn. Đây, người đây là người Mễ nha các bạn. Wow, cho nó ấp xuống cho nó nóng, nó giữ độ chín. Nice. Any kind. Ông hỏi là mình lấy nước sốt gì mình cũng không biết nữa, mình nói ông muốn lấy cái gì ông lấy. Đó, bỏ lên nè các bạn thấy không? Xào lên. À, của cậu nằm ở đây nè cậu. Yeah. Cái này là thịt nha. Thank you so much buddy. Đây, hồi dĩa của mình đây. Khói nghi ngút. Mì bún. À, mì bún xào với thịt bò, thịt heo. Dặn xào thịt bò, thịt gà với là thịt heo, rồi bún với lại mấy cái đồ kim chi này nè. Ok, mời các bạn dùng nha. Ngon. Trá các bạn. Mời các bạn ăn trá nha. Cái người Mễ này làm ngon á, nêm dừa. Con bỏ chút xíu mè lên cho nó xào nó thơm. Mời các bạn ăn bún nha. Ớt đeo được xào lên nè các bạn. Chế. Yeah.
đây là cái mèo mung mình. Một dĩa sushi các bạn. Hấp dẫn không? Có ốc nha các bạn. Ngon quá. Ăn đi, ăn đi. Cá này chắc mình nghĩ là cá ba sa đó, cá cha của Việt Nam mình đó. Được hấp lên. Con ốc á ba. Con ốc á. Ốc dồi dồi không? Không phải ốc dồi dồi không? Ốc gì không quên rồi. Ốc mà nó đỏ đỏ mình hay để làm miếng bự trong cái sushi á. Giờ nó cắt mỏng mỏng mà. Trời ơi. Không bạn ốc đó hả? Nó đó. Không. Không bạn. Nói chung không biết là ốc gì. Ăn thử nha các bạn. Như nó. Chà, giờ mình nói tiếng Mẹ dữ quá. Biết mà một hai chữ tiếng Tàm, một hai chữ tiếng Mẹ đi đâu cũng sổ tưng bừng hả? Ta hiểu được rồi, đúng không? Bữa đi lên San Francisco á, cái lại gặp người Tàu cũng nói vài câu tiếng Tàu, nó thấy phát âm chuẩn quá, nó sổ là một đống, ngồi đực ra luôn không biết gì hết. Thôi mà ok, dĩa thứ hai của mình gồm có là một bát cơm chiên, rồi có gà nướng, nghiêu và thịt bò hầm. Mình qua đây mình lấy thêm một miếng thịt heo bằm này nha các bạn. À quên, thịt heo chiên nữa. Chiên mà nó chiên giống như nó riêu giống như vậy này, nó nướng rồi đúng không, gọi là chiên. Sau khi nướng là bỏ vô nước sốt này. Đây là phần dĩa thứ hai của mình. Ok, mời các bạn ăn dĩa thứ hai nha. Cái này là chỉ có 15 đồng thôi, một phần buổi trưa. Nhưng mà mình thấy đồ ăn giống như là buổi tối vậy đó. Tiệm mới mở nha các bạn. Đây là thịt bò hầm. Mình lấy cục nhỏ lên ăn nè. Ngon mềm lắm. Nhiều vậy. Đây thịt này là thịt gà nướng. Nướng chua ngọt. Hả? Lấy cái này vậy. Mày muốn chi bớt ẩm mà chứ mày ăn hết nổi đâu. Mày không biết ăn mày ăn. Mày ăn này đi. Mày ăn không hết rồi mày được không? Thì mày ăn đi, mày ăn đi. Thì mày để qua mẹ trước đi ha. Thì nó mới nướng ra nó vậy mày ơi, nó riêu mà. Mang vào. Đơn giản. Nắm cho mình muốn à. Có muốn lấy rồi. Thôi khỏi, khỏi. Lấy gì? Tí xíu lấy được. Mình nhận thích ăn nhiều. Nhiều ngon quá. Bỏ qua đây. Sảm. Thịt gà, thịt heo này nè, nướng quá khô đi các bạn. Đây là cái muỗng ăn cơm của mình. À, muỗng nè. Dùng gió nghiêu làm muỗng ăn cơm. Rồi. Mẹ nói thịt heo nó ăn sẵn.
cũng được mẹ. Tại cái sếp cắt nó mà mẹ. Nói chung mà thịt này được à. Tại vì quan trọng là cái sớ cắt, có thể nó mua loại mà cắt cái sớ không có đúng á, không mềm. Với lại cái người mễ đặng nướng quá lâu đi, nó làm dry á, là khô đi á. Even nướng xong rồi bỏ ngâm vô cái nước sốt hồi nãy các bạn thấy á, nhưng mà vẫn bị khô nha. Tại nó khô là khô inside chứ không phải là outside. Lát mình sẽ để lại cái địa chỉ ở cái buffet này cho các bạn coi nha. Mời các bạn ăn nó mà mấy tầng nữa nè. Senior là 13 đồng 99, là dành cho những người mà lớn hơn 60 tuổi á, 13 đồng 99 thôi. Còn ở đó là những người mà lớn tuổi, người trẻ là 14 đồng 99. Tổng cộng 4 người là 63 đồng 03 các bạn. Mời các bạn. Cái muỗng đặc biệt không? Just wait because I put it on later. My name is Sil, so you can let me know. Okay, thanks. Nhiều các bạn, nhiều ngon á. Nói mình ăn nhiều à. Tại mình thích ăn seafood. Ủa chứ sao ta. Wow. Các bạn nghe mẹ mình kể không? Tiệm mới mở mà cái service chưa được tốt. Là hồi nãy cái chồng dĩa mà đem ra đó để cho người ta lấy á, mà mình dỡ lên á, chồng dĩa sạch đó, đó thì lại còn dính miếng thịt. Mình không biết rửa như thế nào. Mình review là gọi là thực tế nha. Cái đó là sự thật thì mình nói sự thật. Chứng tỏ là người ta clean dĩa không được sạch lắm. Nhưng mà rửa gì là nó phải clean trước rồi sạch sơ sơ chứ. Ba mình nói nó rửa bằng máy, nhưng mà có thể là mẹ mình nói là cái miếng thịt đó, nó nằm ở dưới cái đá dĩa xong nó chồng lên cái đĩa dĩa khác, không biết. Nhưng mà nó không có rửa sơ trước khi mà bỏ vô cái máy, cho nên á cái máy nó quay nó xịt nước á, xịt nước nóng rửa xà bông rồi đó, thì miếng thịt nó còn nằm ở đó, ở giữa hai cái dĩa. Nhưng mà đối với mình như vậy là về vệ sinh an toàn là mình cũng thấy không được rồi nha. Chỉ chấm 5 trên 10 thôi. Độ ăn tuy là 7 cho tới 8 điểm, nhưng mà nếu mà vệ sinh không có thì mình cũng không có chấm điểm cao. Nhưng mà nói gì nói mình cũng phải ăn hết phần ăn hôm nay. Ok, dĩa thứ ba là toàn là nhiêu thôi nha các bạn. Nhiều ngon quá. Mời các bạn nhiêu.
Yummy. Ngon quá các bạn ơi. Ăn nghêu này nhớ nghêu bên Việt Nam, nghêu trắng Việt Nam. Mời các bạn nha. Được bạn này. Hôm nay thư ký mình quay có đường nghệ hơn, quay kéo ra kéo vô rồi không biết lắc về mình đây đứt ra sao. Giấm mì ngon quá. Mời các bạn nghe nha. Giấm mềm. Đó mình sẽ lấy một cây kẹo bông gòn ăn. Mời các bạn ăn nha. Mình đang đi làm á. Hôm nay mình làm ở nhà. Mình đang làm mà mình trốn ăn trưa ra đây ăn các bạn. Hy vọng lát chiều á mình làm phim ra kịp để bỏ lên buổi chiều để chung vui với mọi người. Còn hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Mời các bạn nha. Sofa đó thì mình thấy đồ ăn đây ngon, chỉ có một cái vấn đề là mình nãy giống như mẹ mình nói đó, là cái đĩa nó rửa không sạch đó, cho mình trừ điểm đó. Giá tiền rẻ, một tô phở bên Mỹ này bây giờ ít nhất là 15 đồng rồi, mà ở Jukin ít chỉ có 14.99 buổi trưa vậy là rẻ lắm đó các bạn. Tại vì nó mới mở đây được có một tầng mấy hai tầng à. Sorry, mặt mình hơi phọt phạt, tại mình đang làm việc á, cho nên mặt nó hơi mệt á. Anh chạy ra ăn trưa, ăn lẹ lắc về phải làm tiếp nữa. Tiếp tục nha các bạn. Tuần tới mình có chuyến đi chơi xa, thì lúc đó mình mời các bạn sẽ cùng mình đi một cái chuyến du lịch rất là dài, là cỡ ít nhất là khoảng 20 ngày. Đầu tiên là mình sẽ bay qua bên New York thăm người chị mình bên đó, sau đó mình sẽ đi Jamaica, bay qua Jamaica chơi 3 tuần. Từ Jamaica mình sẽ bay về Florida, và từ Florida mới bay về Cali này lại. Hy vọng là mình sẽ tìm được những thước phim đẹp để chiếu cho mọi người coi. Ok, bây giờ món sushi mà các bạn dùng nha. Mình sẽ lấy vài loại món mà mình thích. Thì đây là wasabi, đây là gân. Cái này là, I think cái này là California roll. Còn cái này là mình không biết. Last mình sẽ kể một câu chuyện cho các bạn nghe. Khi mà mình lấy sushi, mình không ngờ qua Mỹ rồi mà cũng có nhiều người sống giống như là sống không có được đàng hoàng. Có nghĩa là sao? Là cái nếu mà mình muốn ăn sashimi, có nghĩa là mình ăn cá không, thì mình nên nói ở trong quầy người ta làm cá. Còn nếu mà người ta đã trải một miếng cơm và cá như vậy là một miếng sushi đàng hoàng, thì mình không có nên lại lấy miếng cá thôi đi. Thì cái người Việt Nam đó lại lấy hết tất cả dĩa toàn là cá không, bỏ cơm lại. Mình đứng mình nhìn gọi là chết chăng luôn, mình nói sao ngộ vậy. Ở bên Mỹ này mà còn có cái chuyện mà xảy ra như vậy, thì mình kể cho các bạn nghe vậy thôi. Thì mình nói là mình sống nên để ý và đàng hoàng một tí. Mình muốn ăn sashimi thì mình nói ở trong người ta cắt sashimi ra. Tại vì người ta phải nặn cơm, người ta bỏ cá lên, thì ta làm một cái sushi đàng hoàng. Còn mình muốn ăn cá không thì mình nên nói người ta sẽ làm riêng cho mình. Búp
phê mà đâu có tốn tiền đâu, nhưng mà mình làm như vậy thì mất công người ta đem cơm vô, mà cơm để đó nó khô cứng, cũng như là cục sushi đã bỏ rồi. Vậy là bỏ luôn á, vậy là kiểu như là mình thấy nó có không lịch sự á các bạn. Mang tiếng là cộng đồng. Ừ. Thì việc mình á làm vậy thì mình không có thích lắm. Nãy ba cũng lại ăn, ba thấy chơi giờ miếng cạnh miếng. Cái chị hồi nãy lấy á, nó đứng nó nhìn chị quá trời. Con nói. Chị vậy? Con nói nhìn ba biết. Nói gì? Ở quê quê, bỏ đi. Nó lấy cái thịt ở trên á hả? Muốn ăn sashimi thì vô trong nó người ta làm cá không đi. Người ta làm ra như vậy không? Rồi. Nói chung nó làm vậy mang tiếng lắm các bạn biết không? Việt Nam mình ở đâu cũng nên giữ một cái phép lịch sự cho bản thân, và nó còn có ý nghĩa là về dân tộc nữa. Mình không có giỏi, mình cũng không có gọi là hay hơn ai, nhưng đúng rồi, nhưng mà mình phải giữ một cái tôn nghiêm của người Việt mình, cái dân tộc mình. Đi ở bất cứ xứ nào, ở bất cứ nơi đâu, mình phải có cái theo cái luật lệ của người ta. Mình làm vậy người ta nhìn mình, người ta đánh giá cái người Việt mình dữ lắm. Mình người ta quốc tế, người ta nhìn, người ta đâu có nhìn cái người đó, người ta nhìn cái đất nước luôn. Đúng rồi, người ta đâu có nhìn người đó, người ta nhìn cả đất nước Việt Nam mình luôn. Mình rất là không thích cái chuyện đó. Đúng rồi. Mẹ mình nói một Việt Nam mình đâu có ai làm vậy đâu. Nhưng 1 triệu người có 1 người, nhưng mà quốc tế nó nhìn vô nó chỉ đánh giá là cả nước luôn, cả người dân tộc luôn. Thế là một con sâu làm rầu nồi canh đó hả? Cái bà đó già già phải không? Không, trẻ mà. Cái bà cầm cái miếng sushi trời. Nói chung nhiều người không có lịch sự các bạn. Ở đâu cũng vậy. Trong quầy nó không có được. Không phải là mặc đồ đẹp, đi vô ăn là mình có quyền, mình làm bất cứ điều gì, mà phải gọi là tôn trọng. Cái mùi lông não rồi. Mình nói rồi các bạn. Ok, nhiều là nữa, mình ăn không biết bao nhiêu dĩa nhiều rồi các bạn. Ăn chủ yếu là nhớ Việt Nam thôi nha, chứ mình không thèm đâu, mình hoàn toàn không thèm. Mình chỉ ăn thôi. Đây, thịt nhiều đây. Mẹ mình nói á, bán cho ông YouTuber này. Đi buffet, bán cho ông YouTuber này là lỗi vô. Ông ăn dữ quá. Ông YouTuber này ăn như hạm vậy đó. Ăn nhiêu không? Hey, hôm bữa mình đã cho các bạn coi là cái máy làm chạy bông gòn ở nhà đó. Thì ở đây là cái máy bự hơn, các bạn thấy không? Bự hơn nè, bự hơn các tay mày luôn. Cái này là professional nha, đó, bỏ đường vô dân ca giống như mới mình nói ở đây nè. Bây giờ người ta sẽ làm một chạy bông gòn cho mình. À, nó phải heat up nóng lên á, giống như bữa nhà mình cũng vậy, phải nóng lên xong nó mới bỏ đường vào, xong rồi nó mới làm bông gòn. Ồ, hình như có đường sẵn trong chổng rồi nè. Ok, nó form bông gòn các bạn thấy không? Đây, bông gòn lên rồi nè. That's a lot up. Quá trời luôn các bạn. Đây thấy không, cái máy to này nó làm lẹ dễ sợ các bạn thấy không? Giờ dây ra, còn hôm bữa mình làm ở nhà thì nó hơi lâu. Mà mình đi tất cả buffet, chỉ có buffet này mới kẹo bông gòn nha. Chắc có mấy em nhỏ thích lắm. Nè, coi lấy nè. Thank you so much. Đây. Không có tiếp nè. Hello. Cái này là mình quay về tuổi thơ cho các bạn. Vợ chồng mình mỗi người một cây. Hai vợ chồng mình mỗi người một cây nè. Wow, bự quá, đã chưa.
Nè mình cũng có cây nữa. Wow, bự lắm nè. Hmm.